Xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang theo dõi bản tin văn hóa Việt của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Bản tin văn hóa ngày 12 tháng 2 năm 2016 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hội Gò Đống Đa kỷ niệm 227 năm chiến thắng của vua Quang Trung, Nguyễn Huệ đại phá quân Thanh. Tỉnh Bắc Ninh đón nhận bằng chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho lễ hội truyền thống Đồng Kỵ. Câu chuyện về môn võ mô phỏng theo động tác và các kỹ thuật chiến đấu của loài khỉ mang tên Hầu Quyền. Thưa quý vị, đầu năm Bính Thân nói chuyện về loài khỉ. Đây là loài vật vốn thông minh, hiếu động và vô cùng nhanh nhẹn. Đó dường như là nền tảng để tạo nên môn võ mang tên Hầu Quyền. Môn võ này mô phỏng theo thần thái, động tác và các kỹ thuật chiến đấu của loài khỉ. Do vậy, người luyện Hầu Quyền cũng đòi hỏi phải có những yếu tố đặc biệt. Vậy đó là những yếu tố nào? Xin mời quý vị cùng theo dõi qua phóng sự ngay sau đây. Ra đây! Những động tác kỹ thuật mô phỏng loài khỉ trong thiên nhiên. Đây cũng là nền tảng của Hầu Quyền, một môn võ cổ truyền Việt Nam. Hầu Quyền có nguồn gốc từ lâu đời, nằm trong thập đại hình quyền, những môn võ mô phỏng 10 hình tượng con vật. Luyện Hầu Quyền đã 7 năm, võ sư Nguyễn Văn Út hiện đang là huấn luyện viên võ cổ truyền, kiện tướng quốc gia. Hàng ngày anh luôn dành thời gian để tập các bài quyền cùng các kỹ thuật chiến đấu trong Hầu Quyền. Tiếp đó nữa là những động tác bắt, chụp, chủ yếu để tìm những yếu điểm của đối phương, chẳng như là hầu, thái dương và mắt. Hầu Quyền chú trọng vào các kỹ thuật nhảy, nhào lộn, chụp bắt, đòi hỏi ở võ sư sự phối hợp nhịp nhàng của thủ pháp, cước pháp và thân pháp linh động nhẹ nhàng. Đặc biệt các động tác của Hầu Quyền đều phụ thuộc vào tính linh hoạt, nhạy cảm của đôi mắt, hay còn gọi là nhãn pháp. Ngoài các bài quyền, Hầu Quyền còn có thể kết hợp với 18 loại binh khí, trong đó mạnh nhất là côn. Biến tập khí là một con vật vô cùng thông minh, nhanh nhẹn. Chính vì vậy mà cha ông ta đã đúc kết và lấy cái hình tượng của con khỉ để thành cái bài võ Hầu Quyền. Tuy nhiên thì cái bài võ Hầu Quyền này đòi hỏi cái người tập luyện cần có một cái quá trình tập luyện vô cùng là gian khổ. Nhưng bên cạnh đó thì khi các bạn tập võ Hầu Quyền có một cái lợi thế rất là lớn, đó là từ chúng ta thấy các cái kỹ thuật của Hầu Quyền là có những cái kỹ thuật là chúng ta đánh ở cái tầm cao, trong đó là xuống cái tầm trung hoặc là dưới cái tầm hạ, tầm thấp ở bên dưới. Và cái hai nữa là con khỉ nó luồn lách, nó đang ở đằng trước, nó nhảy nhót, nó tránh né sang bên, và cái di chuyển từ cái bước chân di chuyển của con khỉ rất là nhanh nhẹn. Cái đòi hỏi là gì? Cái thân pháp rất là tốt. Thì tất cả những người mà tập võ Hầu Quyền có một cái lợi thế là khi các bạn tập võ Hầu Quyền thì cái thân pháp các bạn rất là nhanh nhẹn. Ngày nay bên cạnh sự phát triển của các môn võ mang tính hội nhập như karate, taekwondo thì các gia đình còn có xu hướng cho trẻ nhỏ học võ cổ truyền Việt Nam như võ Bình Định, Nhất Nam, võ Vi Nam và cả Hầu Quyền. Con học võ được 1 năm, học võ để con mạnh khỏe hơn, tự tin hơn để học tập để tốt. Tất cả các bạn trẻ, nhất là các em nhỏ, để hình thành ngay từ đầu mà được làm quen với cả võ thì đấy là một điều vô cùng tốt. Bởi vì ngay từ nhỏ là các em đã được là học cái nhanh nhẹn, cái linh hoạt và cái sự thông minh của cái con khỉ áp dụng trong cái bài quyền. Hai nữa là gì? Là giúp cho các bạn thì có một cái thể trạng vô cùng tốt. Bởi vì là các bạn sẽ phải học cái cách di chuyển của cái thân pháp. Tại Hà Nội, có không ít những võ đường đào tạo Hầu Quyền như Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam, Trung tâm đào tạo võ thuật tài năng trẻ. Thế nhưng, phát triển Hầu Quyền vẫn đang là điều trăn trở của nhiều võ sư say mê võ cổ truyền Việt Nam. Những hình ảnh vừa rồi cũng kết thúc bản tin văn hóa Việt ngày hôm nay của kênh VTC10, Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.